Hai Phật tử hỏi là con dâu con nói rằng Phật, con dâu con mới bị sảy thai, con đã ăn chay tụng kinh 100 ngày, xin thầy cho một lời khuyên. Cái việc mà con dâu có thai xong lại sảy thai thì cái này cũng là một cái điều, nó cái duyên, nó chưa gì, nó chưa đến lúc vậy. Thôi Phật tử với cũng khuyên con dâu và con trai của mình là cũng nên là bố thí, phóng sinh tu phúc, cũng giảng làm việc thiện nhiều hơn nữa. Đặc biệt là nên gì? Nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa. Trước đây một ngày mình có thể tụng có một quyển thượng, thì bây giờ phát tâm lên tụng một ngày thêm một quyển trung hoặc quyển hạ nữa. Nếu được ngày cả ba quyển thượng trung hạ là tốt nhất. Và để hồi hướng, trước tiên là hồi hướng siêu độ cho rể gia tiên cửu hiền thất tổ và những oan gia trái chủ của bản thân chúng ta, và con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt trong gia đình chúng ta. Và đặc biệt là gì? Hồi hướng cho cái vong thai nhi mới mất đó. Đó. Không được, chưa được sinh ra, chưa được làm người đó. Thì hồi hướng cho họ. Để thì chúng ta sẽ tăng thêm phúc, thêm thọ, tăng thêm công đức, duyên lành nhé. Thì có thể một thời gian sau thì con dâu của cụ lại tiếp tục để lại có thai và sinh em bé thôi. Và đặc biệt là Pháp hội Quan Âm tháng 9 này. À, cụ và bảo cả được con trai và con gái nó được nghỉ, thì nó hoặc là nó cố nó xin nghỉ lấy 3 ngày đó, nó lên nó tham dự Pháp hội Quan Âm trong 3 cái ngày đó, thì 3 ngày Pháp hội đó là dành cho vấn đề cầu bình an, cầu tự tức là cầu sinh con đó. Những đôi vợ chồng mà gì cưới nhau không thì 5 năm, 10 năm, thậm chí hơn nữa, thuốc thang cầu cúng các nơi không khỏi á, thì đến đây tham dự cái Pháp hội đó mà gì mà sám hối, mà cầu nguyện, thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài thế gì có đầy đủ lòng từ bi, công đức và thần thông để có thể dẫn dắt cho những thần thức, những linh hồn đang được muốn đi đầu thai hoặc là và sắp được đi đầu thai, thì sẽ gì? Sẽ đầu thai người có phúc báo tương tự với gì và hợp duyên với con dâu con trai của mình á, thì nó sẽ nhập thai và làm gì, làm con làm cháu trong gia đình nhà mình thôi. Đó, rất nhiều trường hợp được rồi. Cho nên trường hợp này Phật tử trước hết là vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng và tụng được một ngày cả một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt. Xong rồi hồi hướng phát nguyện cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng sớm gì sớm cho con trai và con dâu mình sinh được đứa con, mình thì có đứa cháu đích tôn đó. Nhưng mà đặc biệt Pháp hội Quan Âm tới thì nên đến, cả gia đình đến thì là tốt nhất, không thì bảo vợ chồng nó đến, mình cụ đến thì nó cũng chưa được thành tâm lắm, vì vợ chồng nó đến được nữa là quý, đi được hai vợ chồng là càng quý, mà không thì chồng đi hoặc vợ đi cũng được, tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình đó. Người ta ở tận miền Nam người ta còn ra đây được cơ mà, ở tận bên Mỹ hay là ở tận bên Pháp, bên Úc người ta còn về đây cơ mà. Mấy năm trước có một cái cô Phật tử, con gái của bà Phật tử rất thân với chùa, hơn 40 tuổi mới lập gia đình, cho nên cưới nhau cũng 2-3 năm vẫn không thấy có tin tức gì cả. Đi bệnh viện làm xét nghiệm thì họ bảo rằng cũng bình thường thôi, nhưng mà tại sao sinh con, họ bảo có lẽ là do già quá rồi, hơn 40 gần 50, cô vợ hơn 40 gần 50, chồng cũng vậy. Thế là chữa được 2-3 năm, chữa bên Pháp không khỏi rồi sang cả bên Mỹ, bên đấy các nước tiên tiến về cái việc đó cũng không khỏi. Về Việt Nam làm cũng không được, chữa cũng không được. Thụ tinh nhân tạo vân vân đó, cái gì gì đó của khoa học, của y học tôi không rõ lắm, cũng không được. Mấy lần thì đều không được. Nhưng sau đó thì tôi bảo bà mẹ của cái cô ấy đó, thôi bảo vợ chồng nó về theo một cái pháp hội, ngày đó chưa có Pháp hội Quan Âm, mới chỉ có Pháp hội Địa Tạng thôi. Và hai vợ chồng nó cũng ở từ bên Đức, nó về sống bên Đức chứ không phải bên Pháp, xin lỗi, ở bên Đức. Hai vợ chồng ở bên Đức về, về nhà theo dự chọn 3 ngày pháp hội. Và cách đây 2 năm sinh, không chỉ sinh một đứa mà lại còn sinh đôi nữa, sinh một lần mà sinh đôi nữa. Đó. Hơn 40 tuổi sinh một lần, sinh hai đứa con một lúc. Đó. Sinh đôi. Cả vợ cả chồng đều vui. Đó đây, cho nên ở đây thì là cái chuyện mà tâm linh chúng ta không thể giải thích bằng gì, bằng khoa học được. Bảo khoa học, bảo tôi giải thích bằng logic, bằng khoa học biện chứng thì tôi chịu, tôi bó tay rồi, tôi không thể giải thích được. Nhưng mà những sự việc nó xảy ra như vậy mà nó có
cái sự mầu nhiệm như thế của rất nhiều những đôi nam nữ cưới nhau mà khó sinh con. Họ tụng kinh Địa Tạng, họ theo pháp hội Quan Âm, họ lên chùa Tản Viên để xin cái nước giếng chùa Tản Viên để họ 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 uống ấy. Thế tự nhiên về là có con. Thế nên về là một vài tháng sau, thậm chí có người về một vài tuần sau là gì? Là có em bé, mang thai em bé. Thế cho nên chúng tôi không giải thích được. Vì vậy mà khuyên Phật tử là gì, cũng nên nhất tâm tín kính, tiếp tục thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt là khuyên cả con dâu mình cũng nên đọc tụng nữa thì càng nhanh. Đến pháp hội Quan Âm tháng 9 này, hình như là 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch thì phải. Cái lịch như vậy các vị có thể xem thông báo trên trang web của nhà chùa thì sẽ rõ hơn. Vì tôi thì nhiều việc cho nên lắm khi cũng không nhớ lắm. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.